1001 câu chuyện. Ờ, xin chào các em, và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi miếng sticker siêu dẻo. À, lớp đầu sẽ là sticker dẻo và phía sau sẽ là sticker nổi, rất là dễ thương luôn nha. Đó, miếng dán của chúng ta thì sẽ có hai lớp nè. Phía sau thì có một bức tranh tô màu, đó là một thiên thần có cánh bướm cùng với hai chú ong rất là xinh xắn đang bay lượn trước một tòa lâu đài nguy nga. Chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh nhé. Còn bây giờ là phần mình khui sticker nè. Đây, một lớp thứ nhất, sau đó là lớp thứ hai. Mình sẽ tháo cái bịch ni lông này xong rồi. Đây, mấy em nhìn đi, rất là đẹp luôn. Ở cái miếng sticker dẻo này của chúng ta, đây sẽ có là một cô gái rất là xinh luôn, đã được mặc trên người sẵn một bộ đồ luôn rồi nha. Chúng ta không cần phải thay đồ cho cô ấy nữa. Cô này rất là đáng yêu nè. Rồi có một cái phép thuật màu xanh to đùng dễ thương, cùng với những bộ đầm, chiếc váy và cái viên kim cương này nó bị rớt ra nè mấy em. Đây, mình sẽ dán vô lại. Rồi nón nè, túi xách nè, rất là nhiều luôn. Đây, miếng thứ hai thì chúng ta sẽ có ba cô nàng chưa được mặc đồ. Tất nhiên là mình phải cho ba cô nàng của chúng ta mặc những bộ vượt đồ, những chiếc váy thật là xinh luôn, đúng không? Đầu tiên nè, sẽ là cô nàng tóc này là tóc đỏ nha. Rồi cuối cùng là tiếp theo là tóc hồng nè. Rồi tóc vàng, những cô gái của chúng ta mũm mĩm và đáng yêu ha. Cái đầu nó to hơn cái người á mấy em, trông rất là ngộ luôn nè. Rồi cùng với những chiếc váy đầy màu sắc, đầy họa tiết luôn nha, xinh quá trời xinh luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện về Miss Sticker này. Đầu tiên chị sẽ giới thiệu nhân vật trước. Đây, cô nàng tóc tím mà đã được khoác lên mình một bộ đồ rất là xinh nha. Trên tay thì cầm một cây phép thuật. Ê, cái hộp kim cương này nó có bị bung ra rồi mấy em. Trên tay thì sẽ cầm một cái cây phép thuật như thế này. Và nàng ấy chính là nữ hoàng thời trang nha. Nàng ấy có rất là nhiều đồ đẹp luôn nè. Rồi, bây giờ sẽ là tới ba nhân vật của chúng ta. Sẽ để ba nhân vật của chúng ta vào vị trí nè. Nè, hỏi ba cô gái ta kia, ba cô có biết ta là ai không? Ta chính là nữ hoàng thời trang đó. Ta có rất là nhiều váy đẹp, phụ kiện xinh, túi xách xịn. Và bây giờ ta sẽ ban tặng cho ba ngươi một tủ đồ, một gồm có là một tủ váy nè, một tủ phụ kiện ha, và một tủ, nói chung là tủ phụ kiện thì gồm có nón, túi xách, cài tóc, rất là nhiều luôn ha. Đó, tha hồ mà cho các cô chọn lựa luôn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu cho các ngươi từng tủ một nhé. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ kẻ dùng thước nha. Xong rồi, và bây giờ sẽ còn là phần treo những chiếc váy áo vô. Wow, quá trời đồ đẹp luôn mấy em ơi. Thì mình sẽ tháo từng cái ra nha. Tên tên, ba cái đầu tiên thì sẽ là ba chiếc váy hồng nha. Mình sẽ để quần áo theo kiểu tông màu cho chúng ta dễ lựa chọn ha. Đó, ba chiếc váy hồng của chúng ta có đến những cái hoa màu vàng, trông rất là nổi bật và đáng yêu luôn đó. Và phần dưới sẽ kèm theo giày luôn nha, cho nên là chúng ta không cần phải mang giày nữa. Ta-da, và chúng ta đến với những chiếc váy hồng kế tiếp thôi nào. Thời, những chiếc váy hồng của chúng ta rất là đáng yêu luôn, đúng không mấy em? Nó có nhiều kiểu nè. Cái này nó còn có một viên kim cương màu hồng ở giữa cổ nữa. Đó, cái cổ thì làm bằng mấy cái bèo á, tầng rất là dễ thương. Còn đây nè, đó, nó tạo thành những cái sợi dây chuyền á mấy em. Đó, rất là cá tính luôn nha. Đó, mình đã xong cái phần đồ màu hồng rồi. Và bây giờ tiếp tục sẽ là tông đồ màu xanh nha. Đó, mình đến với ba chiếc váy đầu tiên. Rất là dễ thương nha. Mình nói là màu xanh, nhưng thực ra nó không có là màu xanh không. Nhưng màu xanh do nó chiếm phần nhiều nhất trong chiếc váy, cho nên là chị sẽ gọi đây là tông xanh. Chứ thực ra là trên chiếc váy xanh thì nó vẫn có màu khác, chẳng hạn như màu trắng nè, màu hồng này rất là đáng yêu luôn nha. Ta-da, bây giờ chúng ta sẽ đến với những chiếc váy màu tím. Wow, rất là xinh luôn nha. Đúng là cái cô nữ hoàng thời trang này có rất là nhiều váy đẹp mà nhiều màu sắc phối hợp với nhau trông rất là xinh luôn á mấy em. Trời ơi, vừa là màu hồng, vừa màu xanh, rồi bây giờ còn có màu tím nữa. Đầy đủ màu sắc cho chúng ta chọn lựa luôn ha. Rồi, chúng ta chỉ còn một cái màu tím cuối cùng thôi nè. Và bây giờ chúng ta đến với tông khác nha. Đó chính là tông màu đỏ, là bốn chiếc váy màu đỏ nha, và hai chiếc váy màu xanh lá. Đó là kết thúc cái phần tủ quần áo rồi nè mấy em. Đó, xong rồi nha. Ta-da, bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái tủ đồ của nữ hoàng thời trang nha. Ôi, đẹp xuất sắc luôn đúng không các em? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tủ phụ kiện nhé. Mình sẽ đặt nữ hoàng thời trang vào đây, và mình cũng sẽ dùng bút và thước để kẻ.
Tủ này nhiều học vậy chứ, không biết là được có đựng hết hay không mà kệ là màu vậy các em. Ta-da, đầu tiên là băng đô và những chiếc nón thật là xinh ha, đầy kiểu luôn, trời ơi đẹp quá. Đây cái băng đô có hoa hoa hồng nè, rồi hoa đào nữa, trời ơi nào là đá kim cương đính với nhau, rồi nơ nữa. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha mấy em ơi. Mình sẽ đặt vào trong tủ thôi. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi chúng ta đến với những phụ kiện khác. Chúng ta còn dư một cái món nha. Và phụ kiện khác đó chính là những cái hoa, những cái nơ nho nhỏ để cài lên mái tóc á mấy em. Đó, rất là xinh luôn, tạo cho nàng tiết cơ của chúng ta một phong cách dịu dàng, hoặc là tiểu thư, hoặc là quyến rũ. Không biết là các em thích phong cách nào nhỉ? Đó, quá trời là phụ kiện xinh luôn đúng không mấy em. Để xem là bây giờ phụ kiện của chúng ta còn gì nữa nè. Rồi còn nha, hoa tai nữa. Hoa tai loại dài rồi loại ngắn. Kế tiếp đó chính là túi xách. Mà tại sao lại có một hộp quà to đùng dễ thương như thế này ở đây? Cho bà tủ luôn. Trời ơi quá trời là mẫu túi xách. Còn ở đây là ví cầm tay nè. Hai cái y chang nhau luôn nha mấy em. Xong rồi. Đó, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong chiếc tủ thứ hai. Chiếc tủ phụ kiện gồm nón, túi xách, nớ, cài tóc và cả hộp quà. Xong rồi. Và bây giờ ba cô có thể tự chọn cho mình những bộ đồ xinh đẹp để mặc vào đi. Trong ba cô không có mặc quần áo, thật là mắc cười quá đi thôi. Nhanh đi, mau lựa chọn cho mình nè. Wow, nhiều đồ đẹp quá. Tôi sẽ chọn đồ cho mình đầu tiên để xem nào. Tôi có mái tóc hồng, cho nên tôi sẽ chọn cái chiếc váy hồng nha. Đây các bạn ơi, mình sẽ chọn chiếc váy hồng và có hai cái bông hoa màu vàng được đính ngay ngực như thế này. Ôi, rất là dễ thương và dịu dàng luôn. Tôi nghĩ phù hợp với mình. Và cái tiếp sẽ là phụ kiện gì ở trên đầu đây ta? Để xem, mình sẽ chọn cái nón. Wow, dễ thương cho các bạn. Đó, các bạn tóc hồng này tự nhiên là xinh xắn hẳn ra luôn. Chọn một chiếc túi xách nữa. Rồi, tôi chọn xong rồi đó. Bây giờ tới tóc vàng với tóc đỏ kìa. Mau chọn đi. Mình sẽ chọn chiếc váy này. Những chiếc váy có những bông mai vàng. Ôi, những bông mai này chắc trông giống như là mái tóc của mình vậy đó các bạn ơi. Trông nó rất là đẹp luôn đúng không nè. Bây giờ mình sẽ qua mình chọn nón và túi xách nè. Đi thôi. Hey, để xem, mình sẽ chọn một cái nón màu vàng luôn nha các bạn. Đó, như vậy là thấy hợp chưa? Rất là xinh luôn đúng không nè. Đó, mình chọn thêm một cái túi xách màu vàng nữa nha. Đó, túi xách này nó có ngọc trai nè. Trời ơi mấy em, nhìn đi, túi xách của tóc vàng có một hàng ngọc trai luôn. Chắc chắn là rất là mắc tiền đây. Và cuối cùng, chỉ còn một mình tóc đỏ thôi đó. Cô mau chọn đồ cho mình đi kìa. Nhìn hai cô bạn của cô xem, khá là xinh xắn, đáng yêu khi được khoác trên mình những bộ đồ của tôi đó. Được rồi, bây giờ để xem tôi sẽ chọn. Tôi sẽ chọn chiếc váy màu xanh nha. Tuy là mình tóc đỏ nhưng mà mình không chọn đồ đỏ đâu. Mình rất là thích màu xanh dương luôn. Cho nên mình sẽ chọn một chiếc váy màu xanh dương có những bông hoa hồng rất là xinh xắn nè. Rồi, bây giờ tóc đỏ sẽ chọn cho mình. Ý, mình thấy cái nơ này rất là đẹp luôn á nha. Một cái nơ màu xanh có nguyên một viên kim cương hình bông hoa ở giữa luôn. Đây, nhìn nó rất là sang trọng và quý phái đúng không nè. Cầm thêm một cái túi xách màu xanh nữa. Wow, còn gì tuyệt vời bằng. Bây giờ thì mình cùng nhau so sánh sắc đẹp với ba nàng công chúa của chúng ta đi, để xem là nàng nào xinh đẹp nhất nha. Xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái cung điện cho ba nàng công chúa trước đi ha. Mình sẽ cho ba nàng công chúa đứng như thế này, đứng ở giữa khung giấy. Và sau đó sẽ tạo một cái cung điện đơn giản thôi. Cung điện này có một cái hình dạng giống như là giọt nước nha mấy em. Rồi nè mấy em, như vậy là cung điện của chúng ta là không còn đơn giản nữa rồi. Khoan, thêm một vài chi tiết vô nữa nha.
cho nó xịn sò. Đó, xong rồi. Và thế là chúng ta đã xong phần cung điện của ba nàng công chúa. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại ba bộ đồ, ba chiếc váy và những phụ kiện của ba nàng công chúa tóc hồng, tóc vàng, tóc đỏ. Thì các em thấy yêu thích nhất là nàng công chúa nào? Hãy nhớ cho chị biết nha. Đó, xong rồi. Và video của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc nha các em. Nếu như các em muốn mua bộ sticker này thì hãy liên hệ ngay với shop Bookchibi qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng. Và bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại các em ở video sau. Hẹn em quên nữa, cuối video cũng phải cho nữ hoàng thời trang xuất hiện. Bye bye.